xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe cũng như là kèo Wildlist đến từ dự án Run Together, một cái dự án trend Mutual. Video này của mình thì do lúc mình làm sơ suất nên là bị tắt tiếng, vì vậy mà mình sẽ cần phải lồng tiếng lại. Các bạn sẽ thấy là cái khung hình của mình sẽ không khớp với cái giọng nói hiện tại của video, thì mong các bạn thông cảm nhé. Ok, thì kèo Europe ngày hôm nay mình muốn share đến cho các bạn đó là kèo Run Together, một cái dự án Mutual đang được khá là FOMO. Và với kèo Europe thì chúng ta sẽ nhận được cái NFT đến từ dự án. NFT này thì hôm sau các bạn có thể sử dụng để các bạn chơi, chúng ta có thể kiếm được tiền, các bạn có thể chạy bộ và kiếm được tiền. Thì NFT này hiện tại mình cũng chưa biết chính xác nó là giày hay là những cái người nhân vật ở trong game. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ có thể sử dụng NFT này để các bạn kiếm tiền, hoặc là các bạn có thể bán lại ở trên cái marketplace của dự án. Cái thời gian còn lại của sự kiện thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi, trong khoảng đến ngày 25 tháng 4 vào lúc 5 giờ AM UTC, tức là tầm khoảng vào 12 giờ trưa ngày 25 tháng 4 theo giờ Việt Nam thì nó sẽ kết thúc. Đấy, dạo gần đây thì anh em thấy là cái trend Mutual nó đang rất là thịnh hành và nó vẫn gọi là chưa hết trend, vẫn đang rất là phát triển. Những cái đồng coin thuộc cái hệ Mutual thì vẫn đang bay rất là mạnh và mình thấy là có cái lực FOMO cũng đang rất là nhiều. Thì trong kèo Europe này thì chúng ta sẽ có khoảng 5.000 suất random, trong đó thì có 4.970 suất dành cho slot random nhé. Đây, còn khoảng 20 suất thì sẽ dành cho top referral. Thì nhiệm vụ ở đây thì anh em cũng làm rất là đơn giản thôi. Nhiệm vụ thì nó sẽ bao gồm là follow các cái kênh Twitter, retweet, pinpost các thẻ ba bạn bè, join các cái kênh channel Telegram, follow các cái trang fanpage, rồi là subscribe kênh YouTube, và cuối cùng là anh em sẽ điền địa chỉ ví BEP20 của các bạn vào. Với địa chỉ ví BEP20 thì các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc là ví Chat Wallet. Đấy, các bạn sẽ sử dụng cái địa chỉ ví mà hôm sau các bạn sử dụng để tham gia IDO. Còn cái phần cuối cùng là cái phần mời bạn bè. Thì đối với cái phần mời bạn bè này thì anh em không đua top thì các bạn không nhất thiết chúng ta phải làm. Đấy, thì các bạn có thể làm đến cái bước điền ví xong, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái kèo Europe rồi. Đấy, hiện tại thì chỉ còn lại khoảng 2 ngày nữa thôi, nên là anh em chúng ta cũng tranh thủ tham gia sớm kẻo nó end mất. Kèo này thì mình đã có share cho anh em ở trên cái channel Telegram cách đây vài ngày, nhưng mà ở trên YouTube thì hôm nay thì mình mới có thời gian để share. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào cái kèo Wildlist đến từ cái dự án. Ở vòng Wildlist thì chúng ta sẽ mua ở trên cái nền tảng đó là BSC Station. Thì ở trong cái form này thì các bạn sau khi các bạn click vào thì nó sẽ đưa các bạn đến một cái form. Cái form này thì nó đã có khá là đầy đủ cái thông tin của cái dự án của chúng ta, như là thời gian IDO thì sẽ vào ngày 27 tháng 4, rồi là tên token, tổng cung của nó là 250 triệu token, rồi là cái market cap ban đầu là 600.000 đô. Rồi chúng ta sẽ sử dụng BUSD để có thể là mua ở trong cái đợt Wildlist này. Và cái đồng token này ấy, thì nó sẽ vesting, anh em thấy là cái vesting time đó là 25% sau cái thời gian PGE, và sau đó thì sẽ khóa trong vòng 1 tháng và sẽ vesting trong vòng 25% trong vòng 3 tháng tiếp theo. Đấy, thì cái con này thì nó mình thấy là nó cũng vesting không nhiều. Tuy nhiên là đối với một cái dự án đang thuộc trend và cái dòng tiền vào cái trend Mutual này vẫn đang còn tăng, nên là mình nghĩ là cái tỷ lệ mà cái tỷ lệ x4, x5 thì vẫn là có thể nha. Chúng ta vẫn có thể hoàn vốn ngay ở cái thời điểm vesting 25% đầu tiên. Đấy, còn nếu anh em mà không muốn mạo hiểm, không muốn tham gia Europe, không muốn tham gia IDO ở cái thời điểm này thì các bạn có thể chỉ tham gia Europe thôi cũng được. Bởi vì tham gia IDO thời điểm này thì nó cũng khá là rủi ro. Đấy, về cái thị trường thì các bạn sẽ có hai cái phần. Đầu tiên là các bạn sẽ cần phải stake BSCS để các bạn có thể tham gia và nhận được cái slot phân bổ đảm bảo ở trên BSC Station. Còn cách thứ hai, các bạn không stake thì chúng ta sẽ tiến hành hoàn thành các cái nhiệm vụ và các bạn sẽ được đưa vào cái round community. Chúng ta sẽ mua theo cái hình thức đó là first come first serve. Đấy, tức là những cái người giành chiến thắng ở trong Wildlist rồi nhưng mà các bạn vẫn phải tranh nhau mua nữa thì các bạn mới có thể mua được. Thì các bạn có thể thấy được là những cái timeline nó đã để đây, thì các bạn tự đọc cho mình nhé, bởi vì hiện tại thì mình đang làm cái lồng cái giọng nói vào nên là nó không khớp được. Đấy, nên là mình nghĩ là đây các bạn tự đọc.
với cái giờ UTC thì các bạn tính theo giờ Việt Nam thì chúng ta cứ lấy cái giờ UTC các bạn cộng với 7 lên thì các bạn sẽ ra được cái giờ Việt Nam. Thì đây là một số các cái thông tin ở trong cái vòng whitelist này thì các bạn có đọc qua. Còn hiện tại thì các cái thông tin như là thời gian vesting hay là thời gian list sàn ấy, thời gian chúng ta claim token IDO ấy, thì nó vẫn chưa cập nhật. Đấy, và mình sẽ cập nhật cho các bạn ở trong cái channel IDO trên Telegram. Ok, thì nhiệm vụ ở đây cũng khá đơn giản. Anh em chỉ cần hoàn thành các cái nhiệm vụ như là join vào các cái kênh channel follow. Sau đó chúng ta sẽ khai báo các cái thông tin như là username Telegram, rồi là username Twitter, rồi điền cái địa chỉ ví BEP20 của các bạn vào. Và nhiệm vụ cuối cùng là các bạn sẽ like và retweet. Đấy thì các bạn sẽ nhấn vào cái đường link. Đấy thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái bài mà chúng ta sẽ cần phải retweet. Ở đây thì nó yêu cầu chúng ta thêm là tag thẻ ba bạn bè kèm theo là những cái hashtag này. Thì các bạn chú ý là chúng ta copy hashtag cũng như là copy ba cái bạn bè để chúng ta retweet ở trong cái bài viết của nó. Đấy thì hiện tại cái lượng người tham gia mình thấy đang khá là ít nên là cái cơ hội của chúng ta vẫn còn khá là nhiều nha ở trong cái kèo này. Đấy thì được, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cơ bản xong hai cái kèo. Đây, chủ mục đích là chỉ thông tin cho các bạn thôi. Còn những cái này thì mình nghĩ là các bạn đã làm rất là nhiều lần rồi thì không phải nói nhiều nữa ở cái phần này. Ok, và video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.